Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thành phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình đang ở đâu vậy? Hả? Ủa sao? Ủa đây là ngôi trường mà. Ủa sao mình lại tới trường để học nữa? Hả? Mày ơi, cái này trường này trường gì ạ? Trường này trường gì ta? Ủa? Ôi, nó có biết con bé giờ kìa. Ơi, ơi, người mình là con nhím bi gì vậy? Ủa chứ, đi, đừng nói là trường học quái vật nha. Ơi, ủa, ơi, ơi. Em kia đứng lại đó. Đi đâu rồi? Đứng lại mà chạy đi đâu? Sao tới giờ học rồi mà con chưa vô học rồi chạy lang thang ngoài sân trường vậy? Ơi, ơi. Ai Hero Bri à? Đừng. Ai mày con nít mà mày ê tục đá, mày một đá bây giờ. Dạ. Rồi biết rồi. Trời ơi. Ủa có mấy bạn giống mình kìa. Ủa. Qua. Wow. Nhưng mà ở đây tiền quá giờ có đánh mình không vậy? Ê, thằng Nhô nào kìa. Ôi. Hello. Thằng Nhô. Gì vậy? Gì vậy? Cái tên ngu à là dạ. Hả? Mấy bạn làm gì vậy? Ở đâu? Ê! Ê! Cái gì đây? Cái này vậy? Cái gì vậy? Em là ai đây? Giới thiệu đi. Tôi là Quy. Mà sao mình là zombie vậy ta? Ê! Dạ. Sao mặt mày sao nè? Ai biết? Là nhát bi in the bin. Á đù. Còn bạn? Ai chiêu hết ba? Được không? Ê! Dạ. Nói gì? Trong đó bằng phép vậy? Ôi cái gì vậy? Chọc thêm pháo hoa nè. Ờ cái gì? Pháo hoa gì? Dạ muốn nổ banh sát vào kìa nha. Dạ nổ banh sát. Đâu. Ủa sao mình ở đây? Ôi sao tự nhiên bi ghê quá. Ủa đây là cái trường học quái vật á hả? Nhà của bạn săn lèo. Hả? Chắc bị ngộ độc. Hình như là do tôi là zombie hay sao á. Bạn ăn bắn không? Hả? Ăn bắn không? Ăn bắn hả? Gì bắn vô cái đầu hả? Hả? Ăn mà giận không chơi. Cái gì vậy trời ơi? Mấy người trong này bị gì vậy trời? Dạ. Có kẹo nè, ăn đi. Kẹo đó. Thịt thối rửa mà kẹo cái gì? Ủa, đây là lớp học của tụi mình á hả? Đâu có ai, chứ là lớp gì? Này là lớp học điên chứ lớp học gì trời ơi. Vậy, sao? Mày kia. Ê, đâu? Rồi hay đâu? Bây giờ à? Cây tươi nhờ. Mấy đứa này tức quá anh em ơi. Toàn chọc mình đúng không à? Mới vô á nên tôi tức vậy á. Trời ơi, ủa mà thầy là ai vậy ta? Thầy nè. Đi gầy. Ê. Thầy có cho hay. Thầy là Hero Bri. Mừng các em đã đến với lớp học quái vật. Mời các em về chỗ. Ôi, ông thầy Hero Bri ghê quá. Tự nhiên không hiểu sao mình lên là mình thành zombie luôn rồi. Hả? Bạn quy nấp trật tự. Và bạn xuống ngồi. Ôi ơi. Nổ mày điên của mày, mày nổ quá, quỷ Whipper kìa. Sao lớp học của chúng con này vắng thế nhờ? Ai biết thầy? Sao thầy hỏi em? Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên. Cho em đi theo to. Ok. Đi. Ơ, cái gì vậy? Đi đứng mà mắc mũi để đâu hả thằng nhãi? Hả? Cái gì nổ vậy? Chào ơi, đừng có nhỏ tầm bậy tầm bạ. Em đi chậm lên, đi nhanh lên. Ủa thầy cũng đi. Ai? Đừng có nổ nữa. Đi thầy. Ở đâu thầy? Sao vậy? Ôi. Ôi. Bạn Nabi không biết chỗ mà cũng bị đặt đi trước là sao? Ôi, em đi thẳng thôi. Hả? Thẳng thôi à. Ủa. Đâu đây? Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Đây chính là bài học đầu tiên. Chính là bài học bắt cua lava. Ok. Bắt cua. Đấy. Bạn này cho em gian. Bạn này chọn học qua kia là qua được rồi. Thì tất cả các bạn đều không biết nên tao mới chạy cho các em. Bắt cua là một trong những kỹ năng cơ bản để làm một quái vật. Nhưng mà thầy bây giờ. Thầy. Hả? Gì vậy? Để thầy làm mẫu nha. Mấy em rồi bắt trước nha. Làm mẫu. Trời ơi cái quân què dĩ dây ba. Ảo thật đấy. Ôi. Trời ơi. Thầy làm mẫu kiểu gì té luôn rồi. Thầy ơi. Thầy giả vờ thôi. Đâu thầy nhảy lại rồi. Ok. Okay. Tụi thầy là thầy các em nên thầy sẽ ví dụ những trường hợp bị té để mà các em hiểu chứ không phải là thầy té. What? Ôi! Thầy té nữa. Mỗi lần ví dụ là mỗi lần té vậy hả? Ô, thầy qua được rồi. Trời ơi, thầy đừng có ví dụ nữa đi, tụi em tự nhảy là được rồi trời.
Chắc vừa vậy cứ em có chắc không? Em bờ gồ. Sao bạn dừng ngồi L kiểu gì ngu vậy? Vậy à, bây giờ tao mời các em nhảy. Mày xem em à? Đâu? Em qua đó cho anh xem. Ơi Trời ơi. Wow. Ôi sao không có ném vậy? Tính ra em là học sinh khá là yếu trong lớp nên em phải cần cố gắng hơn đó Quy Nấp. Mấy bạn kia đó, cái đứa cuối của thầy. Ủa trời ơi, phải nhảy qua nữa hả? Ok, nhảy. Thôi, ai? Thầy! 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 Em! Rồi, xin lỗi rồi. Tao mời em nhảy tiếp. Ok. Rồi. Để em nhảy nha. Ê! Ê! Nhảy bên nào đó? Cổ lưng! Bên nào đang tên lưng cái? Bên trái, bên trái. Trời ơi, chẳng quá vậy. Mình quay lại ban đầu luôn rồi. Em tin không tin thầy nữa. Em sẽ không tin thầy nữa. Tại vì hồi nãy thầy đánh em. Ui! Bên này, nhảy đây. Úc! À! Trời ơi, chết người ta bây giờ. Ôi. Chết nè. Tao nói chết nè. Chết nè. Đâu. Thôi nhảy qua tiếp. Ôi. Hơi. Hơi. Cố lên. Chết đi. Ê. Cái gì vậy? Đây. Tại vì mày không tin tao nên tao rất là bực. Giờ nhảy bên đây. Mày phải nhảy bên đây. Hả? Bên này có cái gì? Đây. Ok, vậy ngươi đâu? Vậy là con đã vừa học được một bài học đó là không nên tin thầy. Bố mày nhọt với mày đấy à? Em không tin thầy từ đầu rồi mà. Nhưng mà lúc đấy tao chưa dậy. Ủa, vậy thầy? Thôi ơi. Học bài học của tao khi mà tao đã dậy thôi. Cái ông hiệu này tức ghê. Nhanh lên. Rồi, nhảy qua rồi nè. Xong rồi. Lâu quá vậy. Rồi, để là điểm danh rồi. Nabi. Nabi. Ờ, Hachi. Đó. Ok. Hello. Ok, vậy thì hai bạn này rất là xuất sắc tại vì đã hoàn thành rất là nhanh. Còn bạn Winup cần phải gọi là cố gắng thêm. Đến cái môn học tiếp theo chính là môn học rèn luyện tính cẩn thận và kiên nhẫn. Đây là cái phòng vô đây. Để tập phù phép cho các em nhìn rõ trong bóng tối nha. Lại đây. Dạ thầy, sao thầy? Mà là xì bật nha. Ok. Wow. Ui. Trời ơi. Sải luôn rồi nè. Ôi nhưng mà. Rồi. Này là gì vậy? Bây giờ tao sẽ giết vụ. Ê. Ồ. Dạ đụng vô cái đỏ là chết hả? Đúng rồi. Tao sẽ giết vụ cho các em xem. Rất là dễ. Vậy. Thích queo luôn rồi. Thầy kỳ thầy. Ví dụ thôi, thôi các em tự ấy đi. Bắt đầu, 1, 2, 3. Thôi, ê, ơ kìa. Sao ở bên đây luôn rồi? Ủa, thầy ơi, sao em ở bên đây vậy thầy? Thầy quên phù phép cho mấy em lưu lại chỗ này. Rồi xong, em lại thấy bầu trời đen thui luôn rồi. À, cho lại em lại vậy luôn. Rồi luôn. Ok, để em đi lại. Eo. À, thầy em... Ngâu, ngâu chưa? Tại tới thầy ơi, thầy cho em thấy này. Em qua đây, Ngủ chưa? Chỗ này sao quá trời? Thôi à, Em qua đây. Cái thằng quỷ creeper đây. Thầy ơi, cho em tối qua thầy ơi, cho em sáng thầy ơi. Em tối quá, em không thấy đường. Ok. Sáng chưa? Sáng rồi. Ủa, con này qua là sao? Ủa? Em qua tới nơi rồi. Thôi. Mày lo, người thiệt là thông minh. Qua tới nơi xong chết luôn rồi. Qua đây nè, đi đây nè. Em lại qua tới nơi rồi. Con này nhảy sao thầy? Con này nhảy sao thầy? Sao lại chết luôn rồi? Vậy là bạn Nabi đã hoàn thành đâu? Chết rồi. Vậy là bạn Nabi đâu? Ok, vượt quá. Vậy là bạn Nabi đã... Ủa, Nabi đâu rồi? Em qua đây nè. Ôi, ủa thầy cũng là vậy mà sao thầy? Trời ơi, rồi còn ở Winup nè, dễ e ca em nhảy chéo qua là được nè. Ok, đây em. Ê, đây đừng Ok, qua được rồi. Ôi. Khúc này nè. Cố lên Quy, nếu mà em về là Nabi sẽ bị lộ gọi là về cuối. Qua khúc này đúng không? Đúng rồi, chạy qua nhau. Không tin này. Rồi, tao biết rồi đường này. Thì ra cái đường này chính là cái đường pha ke đi vô bị chết. Trời ơi, không vô đâu. Bạn Nabi nhanh lên, chậm quá.
Ba ơi, chiếc mưa em. Ủa, rồi, con bỏ chiếc mưa về cuối. Ờ, chiếc mưa về cuối. Vậy là chúng ta có... Em về đâu? Đúng thầy. Phải không? Đúng rồi. Mấy bạn kia qua xong rồi mấy bạn kia chết. Mấy bạn kia vẫn chơi lại đầu đúng không? Ờ, vậy thì ở này em khá là tốt. Ủa, rồi, tới gì nữa thầy? Thầy bị gì rồi? Thầy bị gì? Thầy bị... Thầy bị ngáo. Thầy bị ngáo rồi. Ủa? Ôi! Sao bắt giờ mày này chuột kìa? Rồi các em bình tĩnh. Đây là... môn học cuối cùng thì cái môn học này sẽ giúp các em gọi là phân ra ai là những người có kỹ năng tốt nhất. Thì trong này các em có một nhiệm vụ đó là em phải tìm tất trong tất cả các con chuột ở trong này, con nào có chìa khóa thì các em sẽ là người chiến thắng. Ok, nhưng mà làm sao biết được, trời đóng chuột lửng á. Rồi các em hãy tự mọi người thấy con kia đang có cái chìa khóa kìa, màu vàng trên người kìa. Đâu đó, thầy coi giới. Thầy coi mà. Ủa thầy biết rồi. Là sao thầy coi làm chi? Bây giờ ta sẽ mở cửa, các em phải vô liền không là con chuột nó ào ra cái lòng vô cái cửa. Ôi, vô. Ôi, nó ào ra thôi. Ôi, con chuột kìa, quýnh nó. Mày con chuột hay con chuột. Ôi, rồi chìa khóa đâu? Rồi, chìa khóa mất tiêu luôn. Mấy em đã thất bại trong... Ủa, nó kìa kìa. Trời, nó chết rồi nè, nó ngủm xỉu ở đây luôn rồi nè. Thầy ơi, đừng có cho bạn này dùng nổ đó thầy. Bạn này dùng nổ hoài. Ủa, nó hồi sinh nè, nó hồi sinh nè. Đó là kỹ năng của bạn ấy. Chết nè. Đánh đi, tao nổ cái bùm cho thúi vậy. Ui, đâu rồi. Mày có... Chuột, đứng lại. Chuột đâu rồi, chuột nè. Đâu vậy? Chạy đi chuột, đó. Hello chuột. Đứng đi. Trời ơi, con chuột này chạy, nó chạy nó nhúng nhảy. Thầy ơi, chuột nó đâu? Ủa? Ai cho bắt? Ai bắt nó tính chưa thầy? Ủa, sao? Lấy được chìa khóa. À, đúng rồi, mới lấy được chìa khóa. Đâu rồi, có tôi. Ôi, khó quá trời. Ủa sao mấy em chậm quá vậy, có mấy em cần ta giúp không? Có thầy, ông không quýnh ông ra cái chìa khóa. Ủa thôi, để thôi. Cho mỗi đứa một cây kiếm. Ok, đưa tay. Này. Đâu, kiếm này. Kiếm nè, ô. Em được chìa khóa, em được chìa khóa. Nè, em được chìa khóa nè. Ủa, hai đứa được chìa khóa rồi thầy. Vậy ai không được chìa khóa? Nabi. Thầy quá thất vọng vậy em Nabi à. Em nên xem lại về bản thân đi em. Được cái gì chuyện ơi. Chuột nó ra bây giờ. Rồi có con rồi. Nhiệm vụ mới của mấy em là bắt con chuột này. Đúng rồi, ok bye bye. Rồi nó ngủ rồi thầy. Ok. Vậy bạn Nabi lần này là tệ nhất trong lớp. Đô leo. Trời ơi, tưởng gì ghê lắm. Tưởng gì hay lắm. Rồi đi theo tay về lớp. Bây giờ chúng em được ra chơi rồi, mấy em ra ngoài đi. Ô, chuông reng hả? Chuông reng vô lớp là phải vô lại liền nha. Ai dạ, em biết rồi. Thầy ơi, thầy ăn bánh xèo không? Cút. Ơi, trời ơi, thầy giận dữ vậy. Thầy không dữ quá hả? Thôi, bây giờ cũng có gì chơi. Ê, mọi người dẫn tôi ra chỗ ăn đi, đói bụng quá à. Ê, cái Creeper này nó cứ nghịch quá à. Ê, cái có chỗ căng tin ông đi ăn cái coi đói quá à. Mọi người Dẫn tôi đi. Đây. Ủa, là đâu nữa? Kìa, trước mặt kìa. Ủa, chỗ này hả? Ủa, sao có mấy cái loại thuốc vậy? Hả? Chào ông, hello thầy. Ôi dạ. Hello thầy. Ủa, sao thầy đi? Cũng là hero ra vậy? Nói cái gì vậy? Ôi mấy em lấy đồ ăn đi, mệt quá. Ôi, ai nói cái gì, nói đi thầy ơi. Thầy ơi, máu dân làng. Ok, ai biết dân làng. Món thứ ba đó là Sức Enderman. Ôi, mấy em ăn đi. Ok thầy. Ôi, cái gì vậy? Cái tiếng gì kìa? Gì vậy? Ôi, thầy biến thành hero rồi. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy thầy? Ôi, đợi em xíu. Thời của tụi bay đã kết thúc rồi. Ta đây, thời đại con người sẽ xâm chiếm tụi bay hết. Các ngươi sẽ chết.
Ta đã nghiên cứu tìm hiểu về ngôi trường này lâu lắm rồi. Trong bao năm ai luôn các người không hiểu ta đã tốn bao nhiêu thời gian luôn. Ta đã tạo ra được một kết giới để kết nối thế giới này đối với thế giới của con người. Các ngươi sẽ không bao giờ có thể chống lại được ta đâu. Đủ rồi, mở cánh cổng kết giới ra, đưa con người tới đây tiêu diệt lũ phái vật. Cái chuyện rồi. Sao con người gì vậy? Em tập trung. Bạn Nabi kia, giờ các em đứng yên ở đây. Nhớ là không được đi đâu hết, không được rời khỏi cái khuôn viên này. Bây giờ ta sẽ phải đi làm một số chuyện. Dạ, em nghe rồi đây, em nghe rồi. Đứng trong này nha. Dạ. Đây. Có rồi. Bên kia. Vậy cuối cùng Hero Prime cũng tới đây luôn rồi à. Mong thầy không sao. Chứ không sao, ta có vũ khí để chống lại. Cái nào vậy? Rồi. Người dám đến đây để phá trừ của ta. Người tính sao đây? Chết nè. Ôi, thầy vậy? Thầy đó là gì vậy? Ôi, sao không bay được nữa vậy? Không bay được, sức mạnh của ta đâu hết rồi. Ta đã nghiên cứu ngươi từ lâu rồi, Hero Prime. Ta biết ngươi rất là mạnh mà, nên ta đã chế tạo cái nỏ này. Cái nỏ này sẽ làm ngươi yếu đi, mặc dù không làm ngươi chết, nhưng cũng là đủ để ngươi có thể ta phải xuống dưới đó và giết ngươi. Hero! Thôi, bye bye. Xong em lại ra đây, tôi giận mấy em ở trong khuôn viên của trường rồi mà. Nhưng mà thầy đã bị suy yếu rồi. Đúng rồi, ta nghĩ ta cũng nên cần mấy em giúp bây giờ. Bây giờ cách duy nhất để mà đánh nó là các em hãy bật cờ gọi là cái báo động của trường lên ở tầng 2. Nó sẽ có những cái con quái vật golem nó sẽ ra giúp chúng ta chiến đấu với tụi này. Nhanh lên các em. Con golem đó là cái tên bảo vệ ngôi trường này hả? Đúng rồi, nhanh lên, ta sẽ giữ tụi này. Đi ơi. Tầng 2 hả? Tầng 2 chết rồi, đi lên tầng 2 thôi. Lẹ. Đi lên lẹ. Lên lẹ thôi, tầng 2 lên nè mọi người ơi. Lộn rồi, cái này tầng 1 mà. Tầng 2 nè. Ê. Chết tầng kia rồi, giờ sao? Ủa, hình như là căn phòng đó đúng không ta? Căn phòng đó có mật khẩu kìa. Ủa? Đâu? Lên tầng 3 đây này. Đó, ơi. Lên tấn công ở đây. Rồi, nhấc một cái nè. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà mật khẩu là gì chứ? Mật khẩu là gì? À biết. Ủa, chết rồi. Thôi bây giờ phá vô xong vô luôn đi, Creeper ơi. Hai chị Creeper, phá luôn đây nha. Ok. Đây, xa ra nha. Ôi, được rồi nè. Ủa, giờ phải làm sao giờ? Các bạn nó lên đây. Ê, có cần gạt đằng sau nè, mọi người. Bây giờ gạt cái này là được đúng không? Đây, tôi sẽ gạt nha. 1, 2, 3, gạt. Ôi, được rồi, mọi người đi với tôi nè. Đâu rồi. Ôi, như chật quá ha, chật quá hai chiếc clip ơi. Phải nổ như thế được. Cái gì vậy? Ôi, tự đi cho tôi luôn nè, được. Mọi người, con quái vật cô đem ơi đi cho tôi. Thôi thầy hiểu bạn đang gặp nguy hiểm, đi xuống. Đâu vào đây? Dạ. Hiểu rồi. Chạy, tấn công rồi, tấn công đi. Ôi, tôi bắt đầu quýnh rồi kìa. Tấn công đi. Mày đừng nhóc hồi nãy à. Yeah, đúng rồi. Tiêu diệt hết tụi nó đi. Tiêu diệt đi. Tụi không bao giờ có thể đánh bại được con người người ta đâu. Phái vật chỉ là phái vật thôi. Người hãy xem lại kìa. Lần này thì đừng có ông mà chết nữa. Không cho cái người đó anh chành nè. Đó, này thì làm sao mà còn được nữa. Tụi bay làm cái gì vậy? Tiêu diệt. Nổ đi. Chết chưa? Quýnh nó đi tất cả. Tất cả mọi người quýnh nó. Quýnh nó kìa. Chỉ còn ta ơi. Quýnh tất con người. Dũng cũng là con người mà rất là ác. Tiêu diệt đi. Tất cả tới tiêu diệt. Không bao giờ thua. Ta sẽ không bao giờ thua. Quýnh nè. Tới đây. Yeah. Tiêu diệt được rồi. Trời ơi. Ủa mà thầy hiểu rồi. Ui. Thầy hiểu rồi. Hả? Thầy. Con học tốt lắm. Đúng là học sinh của ta. Hả?
Ủa, gọi gọi thầy. Thầy. Ủa thầy. Ủa thầy đâu rồi? Thầy. Thầy. Thầy không lẽ Miu ơi. Biến mất luôn rồi. Oh no. Vậy tính ra thầy xin rồi. Herobrine cũng tốt. Không xấu như mình nghĩ. Thôi, các bạn à. Mình nghĩ chúng ta nên làm một cái ngôi mộ cho thầy Herobrine thôi. À, chắc vậy quá. Thầy ơi, thầy. Ơi, tạm biệt Herobrine, em sẽ nhớ thầy lắm. Dạ. Gần nào phá mộ thì đừng có phá. Ủa? Thầy. Cái gì? Dạ, mấy em, ta đã sống lại rồi đây. Ủa, mấy em quên thầy là Herobrine hả? Ủa, Herobrine làm sao chết được? Quên. Đúng rồi, sức mạnh của thầy là vô biên. Mặc dù hồi nãy tại vì tao bắn cái gì vô ta, cái tao mất hết sức mạnh nên tao tạm thời bị vậy thôi. Ủa, em muốn về đây ngủ không hả chị? Ôi, ôi giời, cho bay lên trời luôn rồi. Bước xuống. Cái gì vậy? Xuống. Thôi, mong thầy về là vui rồi thầy ơi, trời ơi. Thôi, giờ sau cái lần này là thầy cũng biết được mấy em cũng là rất, vẫn là đứa học sinh rất là ưu tú. Đúng vậy, tụi em cứu mới cứu thầy xong đó, nợ em đi, nợ em một tiết học đi. Trời ơi, hi. Dạ. Em bị gì vậy? Bị vậy? Bị vậy? Vui, tại vì chưa có chết. Thôi, thôi, mấy em lên lên. Không quá. Thầy sẽ làm một buổi liên hoan để cảm ơn mấy em. Yeah. Trời nổ hoài trời. Ok các bạn ơi, thì nói chung thì video của mình cũng ở đây và tạm biệt các bạn nha. Trời giờ kết thúc có hậu. Ok tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye.